Lại Đắc Tuấn, thượng tá cảnh vệ chủ tịch nước Lương Cường bị bắt giữ, chủ tịch nước Lương Cường nói gì? Cận vệ tháp tùng trong đoàn chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường trong chuyến thăm Chile đã bị bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, cuộc gặp sau đó của chủ tịch nước Lương Cường và tổng thống Chile vẫn diễn ra bình thường. Bộ Ngoại giao Chile hôm 11 tháng 11 đã đăng thông cáo chính thức cho biết, vào đêm chủ nhật ngày 10 tháng 11, một thành viên của đội an ninh của phái đoàn Việt Nam đang thăm chính thức Chile đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Người này sau đó đã bị bắt ngay lập tức. Bộ Ngoại giao vô cùng lấy làm tiếc về sự việc xảy ra gây ảnh hưởng đến người khiếu nại và sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng theo bất kỳ cách nào cần thiết. Đây là thông cáo trên website của Bộ Ngoại giao Chile. Theo đó, nhân vật bị cáo buộc lạm dụng tình dục tên là Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, mang quân hàm thượng tá. Ông là đội trưởng đội an ninh bảo vệ trong chuyến công du của chủ tịch nước Lương Cường. Được biết, người tố cáo thượng tá Lại Đắc Tuấn có hành vi lạm dụng tình dục là một nhân viên của khách sạn. Theo lời khai của nữ nhân viên này, thì nhân viên an ninh của Việt Nam yêu cầu cô mang đồ uống lên phòng. Khi cô mang lên, thì ông này chỉ mang quần lót và đóng cửa lại yêu cầu cô massage. Sau đó, nữ nhân viên này đã tố cáo lên cảnh sát và nghi phạm đã bị bắt ngay trong đêm. Ngày hôm sau, người này đã được tòa án phán quyết. Theo đó, tòa án tại Chile đã ra phán quyết vào thứ hai rằng một thành viên trong phái đoàn của chủ tịch nước Việt Nam, ông Lương Cường, vừa có chuyến thăm chính thức tới quốc gia Nam Mỹ này, phải rời khỏi Chile và không được phép nhập cảnh trở lại trong ít nhất 2 năm sau khi bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Các tờ báo tại Chile đều đã đăng tải thông tin vụ việc này và đồng thời đưa tin người này là một cảnh vệ của chủ tịch nước Lương Cường đến từ Việt Nam, tên là Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, mang quân hàm thượng tá công an. Ông là một cán bộ sĩ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, là đội trưởng đội bảo vệ an ninh cho chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến thăm đến Chile. Tuy nhiên, sau đó người này đã phản bác cáo buộc trên. Ông Lại Đắc Tuấn chỉ nói là yêu cầu bóp vùng đầu nên bị hiểu nhầm. Ông Lại Đắc Tuấn được biết đến là một sĩ quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mang quân hàm thượng tá công an nhân dân. Vào chiều ngày 12 tháng 11, ông Lương Cường đã đến Lima, thủ đô của Peru để tham dự hội nghị APEC. Theo đó, cận vệ của chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải ở lại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Santiago và rời đi cùng với phái đoàn chủ tịch nước Việt Nam đi Peru. Trưa ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Chile Boric đã chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch nước Lương Cường tại quảng trường Hiến pháp theo nghi thức cao nhất dành cho đón nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Boric đã có cuộc gặp riêng và sau đó tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Boric đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng nhau đánh giá tình hình phát triển của quan hệ song phương, trao đổi về những phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Chile ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả và thực chất hơn, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề về khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thay mặt nhà nước và nhân dân Chile, Tổng thống Boric nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang thăm chính thức Chile, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là chuyến thăm Chile đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng thống Chile bày tỏ khâm phục và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lịch sử đấu tranh anh hùng vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc trước đây của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước chia sẻ, chuyến thăm lần này nhằm khẳng định thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, quan hệ đối tác toàn diện với Chile. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự vui mừng trước việc quan hệ hai nước ngày càng phát triển thông qua việc duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Hội đồng Thương mại Tự do, Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Chủ tịch nước tin tưởng rằng với kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này, khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Chile sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ,
đáp ứng mối quan tâm và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Ngay sau hội đàm, vào chiều ngày 11 tháng 11 giờ địa phương, tại thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Chile Boric chứng kiến lễ ký kết và trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Chile Boric và mời Tổng thống sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Chile cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông cáo chiều ngày 13 tháng 11, tại kỳ họp thứ 50, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đã để bộ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức cần phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Nguyễn Văn Thể. Ông Nguyễn Văn Thể sinh ngày 27 tháng 11 năm 1966. Ông là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Ông cũng từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, từng là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng ở nhiệm kỳ 2015-2017.